Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món mì xiên xúc xích nhé. Độc đáo các bạn ạ. Nguyên liệu của mình gồm có 3 quả cà chua này. Các bạn có thể luộc bỏ vỏ đi hoặc là các thể bạn bóc vỏ đi cũng được, thì không cần phải luộc. Và một củ hành thơm này, xúc xích này, thì là mình không dùng hết từng này xúc xích đâu các bạn, nghĩ ra một ít rau thơm này, và mì không thể thiếu trong món này được các bạn ạ. Và một ít tương cà chua mình đã làm đây các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ cho vào nồi mình luộc 3 quả cà chua này để mình bóc vỏ cho dễ. Bạn luộc cho mình 3 quả cà chua lên. Sau khi cà chua luộc chín, các bạn bóc vỏ cho mình để mình thái ra. Hơi lỏng mình rửa. Sau khi các bạn bóc xong cà chua nhé, bóc xong vỏ, các bạn thái cho mình cà chua ra thành những miếng như thế này. Sau đó mình sẽ nấu lên nhé. Và bây giờ mình sẽ đi cắt xúc xích. Mình chỉ mua xúc xích loại bé này thôi các bạn, để mình xiên những sợi mì qua ấy. Mình cắt xúc xích bé như thế này cho các bạn ạ. Đây là món ăn mình nó lạ, nó độc đáo. Chứ còn đâu thì nguyên liệu của mình thì cũng vẫn đơn giản các bạn ạ. Để cho nó lạ miệng, để cho các con nó thích ăn. Và những ngày được nghỉ thì là hoặc rảnh rỗi. Và bây giờ các bạn xiên cho mình mì sang nhé. Làm bắt mắt thì cho thích thị giác chúng các con muốn ăn ấy. Vị giác các con muốn ăn đấy. Các bạn cứ xiên thế cho hết cho mình nhé. Đây là mì ở quê mình người ta làm ấy. Sau đó mình mua chứ không phải là mình mua ở siêu thị hay là mì ở đâu cả. Thì các bạn, như vậy là mình đã xiên gần xong hết xúc xích rồi đấy. Và mình sẽ cho lên bếp để mình nấu nhé. Với cách làm xúc xích này thì nấu món này thì rất đơn giản. Nhưng mà mình mất công là mình xiên vào như thế này ấy, để cho nó trẻ con ăn là mình thấy nó khác thường ấy, thì nó sẽ thích ăn hơn ấy. Thì là mình mất công một tẹo thôi. Nhà mà có con nhỏ đấy như thế này, sau mình nấu sốt lên một thành một đĩa mì là các con rất thích ăn các bạn. Thì người lớn mình vẫn thích ăn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho lên bếp để mình nấu nhé. Chảo lên bếp nhé. Và mình cho dầu vào để mình nấu nhé. Còn cho vừa dầu, không cần cho nhiều nữa. Khi dầu nóng lên
thì lúc đó các bạn cho mình hành vào để phi nhé. Mình cho hành thơm vào mình phi. Các bạn phi hành thơm lên cho mình nhé. Sau đó mình sẽ cho cà chua vào các bạn ạ. Bạn cho mình đổ 20g chua cà. Đây là cà chua cà mình tự làm. Các bạn nấu cho mình lên sao nó nhuyễn cà chua, có thêm một chẹo kẹo nữa là được rồi các bạn. Đây mình dần cà chua. Một phần hai thìa này đường. Các bạn chuẩn đều lên là được các bạn. Rồi, như thế này là mình được tương cà đấy các bạn. Mình sẽ tắt bếp và các bạn cho mình nồi nước và mình sẽ đun sôi để mình trần qua mì. Khi nước sôi này các bạn cho mì vào cho mình nhé, để mình trần qua nhé. Và mình sẽ vớt ra. Các bạn, mình đã trần nhé. Và đó mình sẽ vớt ra nhé. Khi mình được này rồi các bạn vớt ra cho mình nhé, để cho nó ráo nước. Các bạn vớt hết ra. Các bạn cho chảo lên bếp và mình cho một chút dầu vào để mình xào mì. Đây, mình chỉ cần cho một chút dầu thôi. Và sau đó mình sẽ cho mì vào để xào. Đổ mì vào. Bạn cho mình một chút bột canh. Nước sốt mình mới chỉ có cho thêm cà chua gì một chút mắm, các bạn sẽ có vị thơm của mắm. Hạt lên thì chín nữa các bạn ạ. Giờ mình sẽ xào mì. Vì mình vừa nãy đã trần qua rồi nên là mình chỉ cần xào một kẹo là chín nữa các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước sốt tắt sốt và nãy mình nấu đổ lẫn vào. Cái này làm này rất giống cách xào mì ý đấy các bạn. Như thế này là được rồi các bạn ạ. Mình sẽ cắt hành vào nhé. Rồi, mình sẽ cho ra đĩa là thưởng thức. Xong mì đây các bạn ạ. Và mình sẽ cho thêm rau thơm vào để mình ăn. À, mình đã xong món mì xào xúc xích đấy các bạn ạ. Chúc các bạn thành công với cách làm món mì xào xúc xích này nhé.
các bạn thích có thể chia sẻ giúp mình ẩm thực miền quê nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức luôn. Đây mình sẽ ăn thử nhé. Rất ngon các bạn ạ.